Sáng nay, ngày 20 tháng 7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023. Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Tư pháp tỉnh, đại diện Cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ đầu năm 2023, bộ ngành tư pháp đã xây dựng trình ban hành 186 văn bản quy phạm pháp luật. Các bộ ngành địa phương đã tổ chức trên 209.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tư pháp gắn với việc hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Từ kết quả số liệu thống kê cho thấy, kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực của bộ ngành tư pháp đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận đóng góp các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới của ngành tư pháp. Thưa quý vị và các bạn, ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng ban dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với xã Tân Hưng và xã Long Phú về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới. Trong 5 năm qua, xã Tân Hưng và xã Long Phú đã giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương. Hiện nay, xã Tân Hưng còn 204 hộ Khmer nghèo, xã Long Phú còn 194 hộ Khmer nghèo. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền xã Tân Hưng và xã Long Phú thực hiện tốt chính sách giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, tập quán tín ngưỡng truyền thống trong đồng bào Khmer. Thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng cốt cán, phát huy vai trò của các vị sư sãi, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Triệu Tài Vinh đánh giá cao kết quả 5 năm thực hiện của xã Tân Hưng và xã Long Phú. Trước đó, đoàn đã đến khảo sát cơ sở sản xuất lương giống, cá giống của đồng bào Khmer tiêu biểu và thăm chùa Bưng Cro Cháp Thơ Mây. Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đến giám sát tình hình thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2020-2022 tại huyện Châu Thành. Những năm qua, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại huyện được thực hiện tốt. Có 56 ấp trên địa bàn huyện có nhân viên y tế đã qua đào tạo và đang hoạt động tốt tại cơ sở. Trạm y tế các xã luôn có viên chức y tế trực 24/24, đảm bảo kịp thời khi sơ cấp cứu trường hợp đột xuất. Hiện nay, huyện có 6/8 trạm y tế được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở và tiêu chuẩn ngành. Đoàn giám sát đề nghị trạm y tế các xã tiếp tục tham mưu cấp trên để được hỗ trợ về chuyên môn và cần đầu tư kịp thời trang thiết bị để chăm sóc sức khỏe người dân tại địa phương một cách tốt nhất. Cũng trong sáng nay, đoàn kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh giai đoạn 2020-2023 đã có buổi làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp với các địa phương phát triển 21 vùng nguyên liệu lúa đặc sản gắn với phát triển hợp tác xã, trong đó ưu tiên giống lúa ST, triển khai xây dựng 12 điểm mô hình canh tác lúa đặc sản thích ứng với biến đổi khí hậu, hỗ trợ 2 hợp tác xã xây dựng phần mềm nhật ký sản xuất điện tử áp dụng công nghệ 4.0 trong lưu trữ thông tin sản xuất truy xuất nguồn gốc. Đối với đàn bò sữa, duy trì và phát triển 29 tổ hợp tác xã. Đối với bò thịt, tăng đàn cải thiện giống bò thịt thông qua gieo tinh nhân tạo, đào tạo kỹ thuật viên gieo tinh, xây dựng các mô hình. Đây là kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh liên quan đến dự án phát triển chăn nuôi bò, dự án phát triển lúa đặc sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã báo cáo thêm các khó khăn trong thực hiện đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ, quy định khu vực không được phép chăn nuôi và dùng nuôi chim yến. Về nông thôn mới, chuyển mục đích sử dụng rừng, đoàn kiểm tra đã ghi nhận các vấn đề mà Sở đặt ra tại buổi làm việc.